chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 63 ngày 28 Anh Hùng Đức Tin Gia Đình Phục Sự Chúa Giô-suê. Kinh Thánh Giô-suê đoạn 24 câu 15. Câu ghi nhớ Giô-suê 24 câu 15 phần C: Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Trong phần tìm hiểu, sau khi ông Môi-se qua đời, ông Giô-suê được lập làm người lãnh đạo thay thế ông Môi-se để dẫn dân Israel vào xứ Chúa hứa ban cho họ. Ông Giô-suê được Chúa ở cùng vùa giúp làm tốt trách nhiệm của mình, dẫn dắt dân sự đánh thắng các dân tộc đang ở trong xứ, chiếm các xứ này. Lúc ông Giô-suê từ giã dân sự, ông nói với người Israel rằng ông và gia đình ông chỉ quyết phục sự Đức Chúa Trời mà thôi. Ông Giô-suê là một trong những anh hùng đức tin. Chúng ta thấy ở đây có bức hình mô tả việc dân sự của Chúa đi qua sông Giô-đan để tiến vào đánh chiếm đất hứa. Chúng ta thấy có các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Chúa đặt chân bước xuống dòng nước thì nước rẽ ra làm đôi và dân sự đã đi ngang qua sông Giô-đan để tiến vào chiếm đất hứa. Trong phần nhận biết, trong đại gia đình tất cả các thành viên đều tin thờ Chúa và phục sự Chúa là phước hạnh lớn nhất. Trong phần thực hành, em vui mừng biết ơn Chúa vì mọi người trong gia đình em đều tin Chúa và phục sự Chúa. Trong gia đình em còn chỗ ba chấm này, các em ghi ra tên của người mà ở trong gia đình em hoặc trong họ hàng em chưa có tin Chúa để em cầu nguyện. Em kiên trì tung tín cầu nguyện cho đến khi người đó tin Chúa. Như vậy chỗ trống này thì các em ghi tên của cái người mà chưa tin Chúa trong gia đình mình. Trong phần gợi ý cầu nguyện, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con tin nhận Chúa. Trong gia đình con hoặc là họ hàng con còn có cái người mà chúng ta ghi tên ở trên chưa tin Chúa. Xin Chúa cho họ sớm tin Chúa để gia đình con, họ hàng con phục sự Chúa. Chúng ta cùng nhau hiệp ý để cầu nguyện chung nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con tin nhận Chúa. Trong gia đình con, họ hàng con còn có chưa tin Chúa, xin Chúa cho họ sớm tin Chúa để gia đình con, họ hàng con phục sự Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào các em và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo nhé.